Phật lần thứ ba, ta ti yam pi tham mang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý y pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sang khang sa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý y tăng lần thứ ba. Thì Saranagahanam Paripunnang, phép quy tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ama Pante Dạ xin vâng. Ba La Ti Ba Ta Ve Ramani Sikha Banang Sama Yami, con xin luôn giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Mityaha Chara Ve Ramani Sikha Banang Sama Yami, con xin luôn giữ điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Mu sa wa da we ramani sikha padang sama yami, con xin luôn giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra yama chapama da tha na we ramani sikha padang sama yami, con xin luôn giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và cái chất sai. Panati pata viraman Panati pata viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sư sát sanh. Adinadana viramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra vê ra ma ni si kha pa đang sa ma thi ya mi, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ tà dâm. Mu sa wa da vê ra ma ni si kha pa đang sa ma thi ya mi, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ nói dối. Sura meraya macha pamatatana veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha padane sattukang katwa appamadena nicca kalang sammarakitappang, chứ thiện thọ truyền ở giới này cho được trong sạch với những hành theo cho nên trọn đời chẳng nên gì vui. Ama phan tê dạ xin vâng. Sĩ là na su ga tân dân tì, sĩ là na phu ga sa ma da, sĩ là na ni pu tân dân tì, ta sma si la vi su tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tính phải ráng thọ trì, dễ luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay, thay mặt đại chúng trong rung con xin được thành kính trên đại đức minh hạnh đức từ bi truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Với lòng thành kính làm lễ tán nhất tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới. Phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị hôn thầy tổ ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh và nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, tuyệt đoàn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phuttha-ya, Nam mô Tam-ya, Nam mô Sangha-ya. Dạ, kính thưa, kính bạch đại đức, kính thưa toàn thể đạo tràng. Kính chào quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng, và sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới. Dạ, Bát Thân A xin được kính mời cô tu nữ Như Pháp. Dạ, kính mời cô.
Dạ sa thủ kính cảm ơn Minh Quán Thành ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn cô Rạng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ cảm ơn cô Cẩm Vân. Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Như Pháp kính chào Vinh Pháp Tha Ná, kính chào Maharaja, kính chào Tham Má Sú Khá, mến chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, mến chào cô Rạng Đông, mến chào Châu Phan, kính chào ai cứu em đó, mến chào cô Cẩm Vân. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Như Pháp kính chào đạo tràng, sa thú lành thai. Như Pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Pháp Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Dạ, con xin sám hối. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy và ngũ giới đến hạt Phật tử của chúng con. Như Pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Như Pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Rạng Đông đã mở rung và cho đạo tràng được thính pháp. Và bây giờ thì Như Pháp thấy có cô Cẩm Vân, Minh Quát Tha Ná, cô Đông và cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, và Như Pháp cũng kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể xin đưa bàn tay của mình để ôn bài tiểu bộ kinh ngày hôm nay. Và tiểu bộ kinh ngày hôm nay thì nó hơi dài nên Như Pháp tạm thời xin phép được chia làm hai đoạn. Nên vị nào đọc đoạn 1 thì vị kế tiếp sẽ đọc đoạn 2. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, không biết cô tu nữ Tệ Duyên có ở trước máy không ạ? Cô có thể ôn đoạn đầu không thì cho Như Pháp xin một tín hiệu ạ. Dạ, vậy là cô tu nữ Tệ Duyên không có trước máy rồi. Dạ, mời cô Rạng Đông và mời cô Cẩm Vân. Dạ, mời đạo tràng ạ. Dạ, sa thủ. Dạ, mời cô Rạng Đông. Sa thủ cô tu nữ Như Pháp con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cô tu nữ Tự Nhiên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn cô Như Pháp cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Bút Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 3, Phẩm Nan Đá, bài 2 La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sa Vá Thí tại Trê Tá Vá Ná, khu vườn của ông Á Na Thá Bình Đá Cá Bí Cá. Lúc bấy giờ Tôn giả Nan Đá, em của Thế Tôn, con của người gì, nói như sao với nhiều tỷ kheo: này các hiền giả, tôi sống phạm hạnh, sau khi bỏ học tập tôi sẽ hoàn tục. Một tỷ kheo khác đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Vị tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Tôn giả Nan Đá, em của Thế Tôn, con của người gì, nói như sao, dần dần tôi sẽ hoàn tục. Rồi Thế Tôn bảo một tỷ kheo: vị tỷ kheo, hãy đi và nhân danh ta bảo tỷ kheo Nan Đá: hiền giả Nan Đá, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa dân, bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Nan Đá. Sau khi đến, nói với Tôn giả Nan Đá: hiền giả Nan Đá, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa dân, hiền giả, Tôn giả Nan Đá, dân đáp vị tỷ kheo ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với Tôn giả Nan Đá đang ngồi một bên: có thật chăng này Nan Đá, ngươi nói như sao với nhiều tỷ kheo?
Này các thiền giả, tôi sống phạm hạnh không có quan hỷ, dân dân tôi sẽ hoàn tục. Thưa dân, bạch Thế Tôn, nhân này không quan hỷ cái gì? Ngươi sống phạm hạnh khiến ngươi không chịu nổi sống phạm hạnh, từ bỏ học tập ngươi sẽ hoàn tục. Bạch Thế Tôn, khi con từ bỏ gia đình, một thích ca nữ, cô gái đẹp trong nước, với mái chải, với tóc chải mới nửa phần, ngó nhìn con và nói, quý tử, hãy về gấp. Bạch Thế Tôn, vì con không thể quên nàng, nên con sống phạm hạnh không có quan hỷ, con không có thể chịu nổi đời sống phạm hạnh. Sau khi từ bỏ học tập, con sẽ hoàn tục. Rồi Thế Tôn cầm tay Tôn giả Nam Đá như người lực sĩ, duỗi bàn tay đang co lại hay co lại bàn tay đang duỗi ra, như vậy biến mất ở Chê Táo Vá Ná và hiện ra tại cõi trời 33. Lúc bấy giờ khoảng 500 thiên nữ đi đến để hầu hạ thiên chủ Sắc Cá, và chúng được gọi là có chân như chim bồ câu. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn giả Nan Đá, này Nan Đá, ngươi có thấy 500 thiên nữ này có chân chim bồ câu không? Thưa dân, bạch Thế Tôn, này Nan Đá, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ai đẹp đẽ hơn, hay ai đáng ưa nhìn hơn, hay ai khả ái hơn? Thích nữ, thích ca nữ, cô gái đẹp trong nước, hay 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu này? Dạ thưa, hết đoạn 1. Kính mời cô Cẩm Vân tiếp theo ạ. Dạ, sa thú xích rận đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài đoạn 2. Đoạn 2, bạch Thế Tôn, ví như một con khỉ cái bị thương. Phá lút thá má cá tí, tai mũi bị chặt đứt cũng vậy, là thích ca nữ cô gái đẹp trong nước. Nếu đem so sánh với 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu này, không thể ước lường so sánh, không bằng một phần nhỏ, không thể so sánh với chúng. 500 thiên nữ này đẹp hơn, đáng ưa nhìn hơn, khả ái hơn. Hãy quan hỷ này Nan Đá, hãy quan hỷ này Nan Đá. Ta đền Ba Tí Pô Gá cho ngươi 500, cho ngươi 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu ấy. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đền cho con 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu, thời bạch Thế Tôn, con đời sống phạm hạnh. Rồi Thế Tôn cầm cánh tay của Tôn giả Nam Đá như người lực sĩ đang duỗi ra, như vậy biến mất ở chư thiên cõi trời 33, hiện ra ở Chê Tá Quá Ná. Các tỷ kheo được nghe Tôn giả Nan Đá: em Thế Tôn, con của bà gì sống phạm hạnh vì mục đích thiên nữ. Chúng nói: Thế Tôn có hứa đền 500 thiên nữ với chân như chim bồ câu. Rồi các tỷ kheo bạn của Tôn giả Nan Đá gọi Tôn giả Nan Đá là người làm thuê, Bá Tá Cá là người buôn bán, Ú Bát Ký Tá Cá. Tôn giả Nan Đá là người làm thuê, Tôn giả Nan Đá là người buôn bán. Vì mục đích thiên nữ, Tôn giả sống đời phạm. Thế Tôn có hứa đền cho 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu.
Rồi Tôn giả Nam Đá bị bực phiền, áp chí giá mano tuổi nhục, ha ra giá mano chán ngấy, chí quốc chí giá mano, bởi bị gọi là người làm thuê, là người buôn bán, sống một mình viễn ly không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần tự tính. Không bao lâu do mục đích gì, thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, vô cứu vô thượng cứu cánh phạm hạnh ấy. Ngay trong hiện tại ấy, ngay trong hiện tại vị ấy tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Nam Đá đã trở thành một vị A-la-hán nữa. Rồi một thiên nhân khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chê Tá Quá Ná, đi đến bạch Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Tôn giả Nam Đá con trai của bà gì, do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu giải thoát. Trí khởi lên nơi Thế Tôn Nam Đá, do đoạn trừ các lậu hoặc, vô lậu hoặc tâm giải thoát. Rồi Tôn giả Nam Đá sau khi đêm ấy đã mãn, đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả Nam Đá bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn có hứa đền cho con 500 thiên nữ với chân như chim bồ câu. Bạch Thế Tôn, con xin giải tỏ cho Thế Tôn lời hứa. Ê Tát Ma Pá Kiết Xá Hoa, đền ấy này Ananda, với tâm của ta, ta biết rõ tâm của ngươi do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tuệ giải thoát. Lại nữa, một thiên nhân có báo cho ta tin ấy: bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda tuệ giải thoát, vì rằng này Ananda, tâm của ngươi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ, nên ta được giải thoát khỏi lời hứa này. Thế Tôn, sau khi hiểu ý, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy vị ấy biết, vị ấy rõ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không trở lui trạng thái này nữa. Và Cẩm Vân đã đọc bài xong. Và muốn mời cô tu nữ Tuệ Duyên, mời huynh Quách Thá Ná nha. Dạ, mời huynh. Dạ, sátu sátu, lắng tai xít cẩm vân. Nam mô Phật-tha-ya, nam mô Tham-ma-ya, nam mô Sang-kha-ya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật. Giáo pháp của chư tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được đọc kinh Tiểu Bộ Y Tý Bút Ta Ca, kinh Phật Tử Thuyết, chương 3, phẩm Nan Đà, bài 2. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Chê Tavana, khu vườn của ông Anathapindika. Lúc bây giờ Tôn giả Nanda, em của Thế Tôn, con của người gì, nói như sau với nhiều tỷ kheo:
Này các hiện giả, tôi sống phạm hạnh. Sau khi bỏ học tập, tôi sẽ hoàn tục. Một tỳ kheo khác đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vị tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, tôn giả Nanda, em của Thế Tôn, con của bà gì, nói như sau, vân vân, tôi sẽ hoàn tục. Rồi Thế Tôn bảo một tỳ kheo, này tỳ kheo hãy đi, và nhân danh ta bảo tỳ kheo Nanda. Hiền giả Nanda, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn, tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến tôn giả Nanda. Sau khi đến nói với tôn giả Nanda, hiền giả Nanda, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, hiền giả, tôn giả Nanda vâng đáp vị tỳ kheo ấy. Đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Nanda đang ngồi một bên. Có thật chăng này Nanda, ngươi nói như sau với nhiều tỳ kheo. Này các hiền giả, tôi sống phạm hạnh, không có hoan hỷ vân vân, tôi sẽ hoàn tục. Thưa vâng bạch Thế Tôn, nhưng này không hoan hỷ cái gì? Ngươi sống phạm hạnh khiến ngươi không chịu nổi sống phạm hạnh, từ bỏ học tập ngươi sẽ hoàn tục. Bạch Thế Tôn, khi con từ bỏ gia đình một thích ca nữ, cô gái đẹp trong nước với tóc dài mới nửa phần ngó nhìn con và nói, quý tử Ajaputta hãy về gấp. Bạch Thế Tôn, vì con không thể quên nên con sống phạm hạnh, không có hoan hỷ. Con không có thì chịu nổi đời sống phạm hạnh. Sau khi từ bỏ học tập, con sẽ hoàn tục. Rồi Thế Tôn cầm tay tôn giả Nanda, như người lực sĩ duỗi tay đang co lại hay co lại bàn tay đang duỗi ra. Như vậy biến mất ở Chetavana và hiện ra tại cõi trời 33. Lúc bây giờ khoảng 500 thiên nữ đi đến để hầu hạ thiên chủ Sakka, và chúng được là có chân như chim bồ câu Kakupatidini. Lúc bây giờ Thế Tôn bảo tôn giả Nanda, này Nanda, ngươi có thấy 500 thiên nữ này có chân như chim bồ câu không? Thưa vâng bạch Thế Tôn, này Nanda, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ai đẹp đẽ hay ai đáng ưa nhìn hơn, hay ai khả ái hơn thích ca nữ cô gái đẹp trong nước này, hay 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu này? Dạ, hết đoạn 1. Dạ, kính mời cô tư nữ Tuệ Duyên. Dạ, sa thu lần thai, cảm ơn Vinh. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân. Kính lễ cô Như Pháp, cô Dhammachari. Dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ Tuệ Duyên xin tiếp tục đọc đoạn 2. Cảm ơn Minh. Bạch Thế Tôn, ví như một con khỉ cái bị thương, Balutha Makiti Makati, tai mũi bị chặt đứt, cũng vậy là thích ca nữ cô gái đẹp trong nước, nếu đem so sánh với 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu này, không thể ước lượng so sánh, không bằng một phần nhỏ, không thể so sánh với chúng. 500 thiên nữ này đẹp hơn, đáng ưa nhìn hơn, khả ái hơn. Hãy hoan hỷ này Nanda, hãy hoan hỷ này Nanda, ta đền Bà Tí Phụ Gá cho ngươi 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đền cho con 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu, thời Thế Tôn, con sẽ sống hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh. Rồi Thế Tôn cầm cánh tay của tôn giả Nanda như người lực sĩ đang duỗi ra, như vậy biến mất ở chư thiên cõi trời 33, hiện ra ở Chetavana. Các tỳ kheo được nghe, tôn giả Nanda, em Thế Tôn, con của bà dì sống phạm hạnh vì mục đích thiên nữ. Chúng nói Thế Tôn, có hứa đền 500 thiên nữ với chân như chim bồ câu. Rồi các tỳ kheo bạn của tôn giả Nanda
gọi tôn giả Nanh Đá là người làm thuê, Phataka là người buôn bán, Upakitaka, tôn Nanh Đá là người làm thuê, tôn giả Nanh Đá là người buôn bán vì mục đích thiên nữ, tôn giả Nanh Đá sống phạm hạnh. Thế Tôn có hứa đền cho 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu. Và tiếp tục bóc. Dạ cảm ơn Hà Năng. Rồi tôn giả Nanh Đá bị bực phiền. Atiya Mano, tuổi nhục. Haraya, Haraya Mano, chán ngấy. Chikuchi Yamano, bởi bị gọi là người làm thuê, là người buôn bán, sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, tinh tự tính, không bao lâu, do mục đích gì thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vô thượng cứu cánh phạm hạnh ấy, ngay trong hiện tại. Vị ấy tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc nên làm đã làm, không trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Nanh Đá trở thành một vị A-la-hán. Tôn giả Nanh Đá trở thành một vị A-la-hán nữa. Rồi một thiên nhân, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chê Tá Quá Ná, đi đến bạch Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tôn giả Nanh Đá, con trai của bà dì, do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu giải thoát. Trí khởi lên nơi Thế Tôn Nanh Đá, do đoạn trừ các lậu hoặc, vô lậu tâm giải thoát. Rồi tôn giả Nanh Đá sau khi đêm đã tôn giả Nanh Đá sau khi đêm ấy đã mãn, đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên tôn giả Nanh Đá bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có hứa đền cho con 500 thiên nữ với chân như chim bồ câu. Bạch Thế Tôn, con xin giải tỏa và Thế Tôn. Con xin giải tỏa cho Thế Tôn lời hứa. Ê Tâm Mà Bách Tích Sa Hoà đền ấy. Này Anh Đá, với tâm của ta, ta biết rõ tâm của ngươi, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tuệ giải thoát. Lại nữa, một thiên nhân có báo cho ta tin ấy. Bạch Thế Tôn, tôn giả Nanh Đá, tuệ giải thoát. Vì rằng này Nanh Đá, tâm của ngươi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ, nên ta được giải thoát khỏi lời hứa này. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Ai vượt khỏi bùn này đè bẹp gai của dục, đạt được si đoạn diệt vị tỳ kheo như vậy, không cảm thọ khổ lạc. Dạ, bài đã hết. Dạ, cảm ơn Huynh Quách Thanh Ác và chị Rã Nông đã phát bài. Dạ, bây giờ chắc kính mời cô Như Pháp. Dạ, kính mời cô Như Pháp ạ. Dạ, sa thu, kính cảm ơn các tu nữ tệ duyên. Nam Mô Bích Tha Gia, còn thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng cùng chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu. Như Pháp kính lễ với cô tu nữ và Như Pháp mến chào cô Trần Đạo vừa vào đạo tràng. Dạ, sa thú Lanh Thai, Như Pháp kính cảm ơn cô tu nữ tệ duyên và quý anh chị em đạo hữu đã
hoan hỷ lên ôn bài. Dạ. Bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Như Pháp kính mời quý vị cùng với Như Pháp cán tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Pháp Tân giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm thiên vận ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời dân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gia bời nhân cơ. Rồi thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chính ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, trước khi con thỉnh sư lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, cảm ơn Minh Quách Thanh Á cho bài học. Bài học ngày hôm nay, Kinh Tiểu Bộ Ichibuddhaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 3, Phẩm Nanh Đá, bài 3 La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sa Quá Thi tại Chê Ta Quá Ná, trong khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ khoảng 500 tỳ kheo do Yasocha cầm đầu đã đến Sa Quá Thi để ý kiến Thế Tôn. Các tỳ kheo mới đến ấy, trong khi chào thăm các tỳ kheo sở tại, sắp đặt sàn tọ, sửa soạn y bát, Batisa Mayamana gây đến tiếng ồn ào to lớn này là gì? Như tôn giả Ananda. Này Ananda, tiếng ồn ào to lớn này là gì? Như các người đánh cá, cướp giật cá. Mát chăm, vi lô phát, Bạch Thế Tôn, có 500 tỷ kheo này, cầm đầu là Giá Sơ Chá, đã đến Sa Quá Thí để ý kiến Thế Tôn. Các tỷ kheo mới đến ấy, vân vân, gây nên tiếng ồn ào to lớn. Này Ananda, hãy nhân danh ta nói với các tỷ kheo ấy. Bậc đạo sư gọi các tôn giả. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến các tỳ kheo ấy. Sau khi đến, nói với các tỳ kheo ấy. Bậc đạo sư gọi các tôn giả. Thưa vâng, hiền giả. Này các tỳ kheo ấy, vâng đáp tôn giả Ananda, đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với các tỳ kheo ấy đang ngồi một bên. Này các tỳ kheo, tiếng ồn ào to lớn này là gì? Như các người đánh cá, cướp giật cá. Dạ, Yasocha, Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có 500 tỳ kheo này đã đến Sa Quá Thí để ý kiến Thế Tôn. Các tỳ kheo mới đến này, vân vân, gây nên tiếng ồn ào to lớn. Này các tỳ kheo, hãy đi đi, ta đuổi các ngươi. Bana đề mi, các ngươi không xứng đáng được sống gần ta.
Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo. Dạ, không sai ạ. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về phía ngài, về ngài dọn dẹp sàn tò, cầm y bát đi đến dân chúng quát chi, tiếp tục bộ hành giữa dân chúng quát chi, rồi đi đến con sông quát gạ mụt đà. Sau khi đến dựng nên chòi lã trên sông quát gạ mụt đà, an cư mùa mưa tại chỗ ấy. Rồi tôn giả Yasocha sửa soạn an cư bảo các tỳ kheo. Thưa các hiền giả, Thế Tôn đuổi chúng ta vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng ta, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với chúng ta. Này chư hiền, chúng ta hãy sống cho thật đúng pháp. Chúng ta sống như thế nào để Thế Tôn có thể hoan hỷ? Thưa văn hiền giả, các tỳ kheo vâng đáp tôn giả Yasocha. Rồi các tỳ kheo ấy sống viễn ly, sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, và trong thời gian an cư tất cả đều giác ngộ ba minh. Rồi Thế Tôn sau khi ở tại Sa-quách-thi cho đến khi vừa ý, liền bộ hành đi đến Vesali, tiếp tục bộ hành đến Vesali. Tại đây Thế Tôn trú ở Đại Lâm, tại ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn với tâm của mình tác ý đến tâm các tỳ kheo ở trên bờ sông Quát Gu Muda, gọi tôn giả Ananda. Như có hào quang, này Ananda, là phương này như có ánh sáng. Này Ananda, là phương này. Tại phương ấy, các tỳ kheo đang sống trên bờ sông Quát Gu Muda thật là không nhàm chán. Appatikasi, cho ta nếu được đi và tác ý đến phương ấy. Này Ananda, hãy gửi một sứ giả đến các tỳ kheo ở trên bờ sông Quát Gu Muda và nói: bậc đạo sư cho gọi các tôn giả. Bậc đạo sư muốn gặp các tôn giả. Thưa văn Thế Tôn, tôn giả Ananda vân đáp Thế Tôn đi đến một tỳ kheo. Sau khi đến, nói với tỳ kheo ấy: hãy đi, này hiền giả, hãy đi đến các tỳ kheo ở trên bờ sông Quát Gu Muda. Sau khi đến, nói với các tỳ kheo ấy như sau: bậc đạo sư cho gọi các tôn giả. Thưa vâng hiền giả, vì tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Ananda như một người lực sĩ duỗi cánh tay, đang co lại hai co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, vị ấy biến mất ở ngôi nhà có nóc nhọn tại Đại Lâm và hiện ra trước mắt các tỳ kheo ở trên bờ sông Quát Gu Muda, Quát Gu Mupa, Quát Gu Mupa. Rồi tỳ kheo ấy nói với các tỳ kheo ở trên bờ sông Quát Gu Muda: bậc đạo sư gọi các tôn giả. Bậc đạo sư muốn gặp tôn giả. Thưa vâng hiền giả, các tỳ kheo ấy vâng đáp vị tỳ kheo ấy. Sau khi dọn dẹp sàn tò, cầm y bát quý như một nhà lực sĩ, vân vân, có lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng vậy, các tỳ kheo ấy biến mất ở trên bờ sông Quát Gu Muda và hiện ra ở Đại Lâm, tại nhà có nóc nhọn trước mặt Thế Tôn. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi trong thiền định bất động. Anan Chena, các tỳ kheo ấy suy nghĩ: nay Thế Tôn đang ăn trú trong loại ăn trú nào? Rồi các tỳ kheo ấy suy nghĩ: Thế Tôn nay đang ăn trú trong loại ăn trú bất động. Rồi tất cả các tỳ kheo ấy ngồi xuống trong định bất động. Rồi tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn,
Canh một đã gần qua, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào bên tay, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Đêm đã gần tàn, canh một đã gần qua, các tỳ kheo mới đến ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy chào đón. Batisammo Patu, các tỳ kheo mới đến. Được, nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ hai, Tôn giả Ananda, sau khi đêm đã gần mãn, canh dựa đã gần qua, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh dựa đã gần qua, các tỳ kheo mới đến ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy chào đón, các tỳ kheo mới đến. Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, canh cuối đã gần qua, rạng đông đã ló dạng, đêm đã có mặt, đêm đã có bộ mặt hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên, chắp tay hướng về Thế Tôn. Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã gần qua, rạng đông đã dạng, đêm đã có bộ mặt hỷ. Các tỳ kheo mới đến ngồi đã lâu, vân vân. Thế Tôn hãy chọn các tỳ kheo mới đến. Thế Tôn xuất khỏi định ấy bảo Tôn giả Ananda, nếu người có hiểu biết, này Ananda, ngươi sẽ không nói như vậy. Này Ananda, ta và 500 tỳ kheo này tất cả đang nhập định bất động. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: ai đã thẳng gai dục nắng gia hại trói buộc, vị ấy đứng bất động như núi vững an trú. Vì tỳ kheo như vậy là khổ không dao động. Và bạn chánh văn đến đây đã chấm hết. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Như Pháp. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật Pháp và Chư Tăng. Kính chào thượng tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo, cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài học số 3 La Mã. Ở trong nội dung cái bài này rất là dài, nhưng mà chúng tôi tóm lược lại cái câu chuyện. Khi có một lần nọ, vị tỳ kheo tên là Yasocha đã dẫn đầu đoàn tỳ kheo, gồm một số đông tỳ kheo. Nói 500 vị cũng là cái số đông mà mình không có ước biết được cái con số chính xác là bao nhiêu. Thì các vị tỳ kheo này khi đến đảnh lễ Đức Phật thì các vị này ồn ào thì Đức Phật ngài mới quở các vị tỳ kheo này, và ngài kêu tôn giả Yasocha này đến để mà ngài nói rằng cái nhóm các vị tỳ kheo này hơi ồn ào. Mà cái từ ở đây được gọi là ồn ào, hay là những người mà đánh cá thì đó là cái chỗ ồn ào. Chỗ ồn ào. Thì sau đó thì Đức Thế Tôn ngài mới đuổi các vị tỳ kheo đó đi. Mình sử dụng cái từ đuổi thì nó quá nặng. Nhưng mà ở đây đó thì Đức Phật ngài dạy rằng các thầy tỳ kheo, các thầy hãy đi. Ta đuổi các thầy. Các thầy hãy không xứng đáng sống gần ta. Đó. Thì sau đó thì
các vị tỳ kheo này dọn dẹp các cái sàn tọa để mà rời cái chỗ Đức Thế Tôn ở, đi đến cái dân chúng sau Quách Chi, rồi sau đó đến cái dòng sông của Vajubunda này, Vajamuda này, để mà cùng với là tôn giả Yasocha sửa soạn an cư ở tại đó. Thì các vị này đến để mà an cư ở tại đó, thì sau đó thì sau cái mùa an cư thì Đức Phật cho một cái vị tỳ kheo, chúng tôi tóm lược như vậy, cho một cái vị tỳ kheo này. Vị tỳ kheo này cũng là một vị mà chứng cái thần thông, cho nên là sau cái cánh tay đó dỗi ra thì vị đó có mặt ở tại cái nơi mà từ ở cái xứ xa xôi, cái không gian nó xa xôi như vậy, các cái vị đó mới, vị tỳ kheo này đến để kêu các vị tỳ kheo này trở về nơi Đức Phật. Sau đó thì cái vị này đã trở về. Thì khi mà về đến với Đức Phật á, thì thấy Đức Phật ngày ngồi đó. Thì các vị tỳ kheo này á, khi mà chúng tôi trở lại, khi mà Đức Phật ngày đã không cho các vị tỳ kheo đó ở gần đó, thì tôn giả Yasocha đó đã nói với các tỳ kheo đó là thật sự là Đức Thế Tôn thương chúng ta. Thương chúng ta. Cho nên là Đức Thế Tôn ngày đã không cho chúng ta ở gần để rồi là đó là vì lòng bi mẫn của Đức Thế Tôn đối với chúng ta. Thì, như vậy thì ngài tôn giả Yasocha ngài mới nói là chúng ta hãy sống thật đúng với pháp, chúng ta hãy sống như thế nào để Thế Tôn hoan hỷ, Thế Tôn có thể hoan hỷ. Thì các vị tỳ kheo này đã đến cái dòng sông mà nơi cái chỗ gọi là Vajamuda này để mà an cư ở tại đó. Thật sự ra thì sau đó thì Đức Thế Tôn cho một quý vị tỳ kheo đến để mà kêu các vị tỳ kheo này trở về. Sau khi các vị tỳ kheo này trở về thì trong cái đêm hôm đó thì từ các vị tỳ kheo ngồi từ canh 1 cho đến canh 2 và canh 3. Thì như chúng ta biết cái thời gian về của bên Ấn Độ thì chỉ cứ tính 3 canh thôi. Canh 1, một đêm là canh 1. Thì mình tính là 12 tiếng đồng hồ đi. Mà chia làm 3 thì độ khoảng 4 tiếng đồng hồ canh. Đức Phật ngài cũng không nói gì hết. Rồi đến canh 2 thì ngài, canh 1 thì từ ở canh đầu canh 1 cho đến gần cuối canh 1 thì ngài tôn giả A Nan thưa Đức Phật và Đức Thế Tôn, các vị tỳ kheo đã đến rồi, xin Đức Thế Tôn hãy giảng pháp hay là để mà, thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài đang tịnh tọa. Thì ở đây đó là khi mà đến canh 2 cũng vậy, Đức Thế Tôn ngài cũng vẫn lặng thinh, ngài nhập định. Đến canh 3 tức là gần hết canh 3 thì bắt đầu trời bắt đầu mờ sáng rồi đấy. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới xả định để rồi ngài thuyết pháp cho chư tỳ kheo. Thì ở đây trong cái nội dung của cái bài kinh này đó thì chúng ta thấy một điều, đó là Đức Phật vì lòng thương tưởng, vì lòng bi mẫn mà Đức Thế Tôn ngài quở trách các vị tỳ kheo này khi có một cái đời sống rất là ồn ào, không có an tịnh. An ồn ào ở đây đó, trong cả cái nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tức là nói năng cư xử các cái ấy đó, rất là nghe cái tiếng vang rộn, người nói lớn tiếng, rồi các cái tiếng khua bát, khua này khua kia đó, rất là ồn ào, không có yên tĩnh. Rồi ồn ào ở đây đó, có nghĩa là cái tâm không an tịnh. Cho nên là khi mà Đức Thế Tôn, Tôn giả A Nan đã thỉnh Đức Phật 3 lần từ canh 1 cho đến canh 3, cuối càng gần cuối canh 3 thì Đức Phật ngài mới xả định ra, ngài mới thuyết pháp. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài làm một cái điều chi đó cũng đều có cái duyên khởi, cái nguyên nhân của ngài thấy chưa thì theo tâm chưa được an tịnh, chưa được
ngài chưa thuyết pháp thôi. Chừng khi nào mà chắc chư tỳ kheo thật sự là an tịnh thì Đức Phật ngài mới thuyết pháp. Thì đây là cái lý do mà chúng ta, cái câu mà tôn giả Yasocha ngài nói với các tỳ kheo đó, là rồi các tỳ kheo đó sống viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần trong thời gian an cư ở tại tất cả đều được chứng ngộ ba minh. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là hiểu rằng là xuyên suốt trong 45 năm hoằng pháp của Đức Phật đó, chúng ta chưa có kể rằng cái thời gian trước nữa, cái thời gian mà khi ngài còn là Bồ Tát đó, thì ngài cũng mong rằng với cái sự tu tập của ngài để chứng đạo giác ngộ thành Phật, để rồi sau đó là giáo hóa độ đời, giáo hóa độ đời. Từ cái lý do đó đó mà Đức Thế Tôn ngài được cái mệnh danh là Thiên Nhân Sư, tức là thầy của chư thiên và nhân loại. Rồi đến khi mà Đức Phật ngài giáo hóa độ đời đó, thì trong suốt 45 năm ấy đó, thì ngài cũng luôn luôn vì cái sự lợi ích tiến bộ cho chúng sinh nói chung và chư tỳ kheo nói riêng. Thì vào thời Đức Phật đó là có bốn chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ. Cho nên là khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp cho đối tượng nào, hay một ai đó, một nhóm nào đó, hoặc một cá nhân nào đó, thì Đức Phật đều là dựa trên cái trình độ, dựa trên cái căn duyên, dựa trên cái hoàn cảnh sống của cái vị đó mà Đức Phật ngài thuyết pháp. Cho nên là pháp vũ tức là cái đám mưa pháp. Thì cái đám mưa nó rơi từ trên không trung mà rơi xuống đó, thì chúng ta biết rằng cây lớn thì hưởng cái lượng nước nhiều, còn cây nhỏ cỏ cũng vậy, hưởng cái lượng nước ít tùy theo mỗi loại cây. Như vậy thì ở đây đó, pháp của Đức Phật đều mang đến cái lợi lạc cho tất cả mọi loài chúng sinh. Ở đây đó thì ngay cả cái giờ phút cuối cùng mà chúng tôi nhớ ở trong cái bài kinh mà Đại Bát Niết Bàn, tức là cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn là phản ánh độ khoảng 3 tháng trước khi Đức Phật Thế Tôn tịch diệt, phản ánh các cái sự kiện diễn ra ở trong cuộc đời Đức Phật và 3 tháng cuối cùng trước khi Đức Thế Tôn ngài Niết Bàn. Thì Đức Phật ngài có dạy chư tỳ kheo ở trong cái bài kinh, đoạn kinh đó đó, thì ngài cũng mong muốn chư tỳ kheo hãy tinh tấn. Này các tỳ kheo, pháp hữu vi là vô thượng, các thầy hãy tinh tấn, nỗ lực, nhiệt tâm, Như Lai chỉ là một bậc đạo sư. Điều đó cho chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài cũng muốn gửi gắm lại cho chúng ta đó là các pháp này nó đều là vô thường, biến đổi rất là nhanh. Và do đó thì các thầy hãy cố gắng tinh tấn, nhiệt tâm. Ở trong đây đó, chúng ta thấy cái câu mà tôn giả Yasocha đã nói với các tỳ kheo ấy là hãy sống viễn ly, sống không phóng dật, rồi nhiệt tâm, tinh cần. Và trong thời gian an cư, các vị ấy đều được giác ngộ, chứng ba minh. Giác ngộ, chứng ba minh đó. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng giáo pháp của Đức Phật đó là để lại cho chúng ta một cái nguồn an lạc rất là nhiều. Và Đức Phật khuyên đó, là các thầy tỳ kheo hãy nhiệt tâm và tinh cần. Ngài nói chúng ta là nhiệt tâm và tinh cần. Thì nhiệt tâm và tinh cần thì chúng ta hiểu rằng cái sự cố gắng, nỗ lực và tinh tấn ở trong cái đời sống tu tập của chính mình. Chúng tôi lại nhớ ở trong kinh Pháp Cú á, thì có một cái vị tỳ kheo tên là Thammarama. Cái vị tỳ kheo này đó là có một cái suy nghĩ khác với lại các cái vị chư tỳ kheo phàm phu khác.
chư tỳ kheo phàm phu khác á, thì nghe Đức Phật mất á, sắp sửa tịch diệt á, Đức Phật tuyên bố rằng 3 tháng nữa Như Lai sẽ vô dư y niết bàn đó, thì các vị tỳ kheo phàm đó, thì buồn lắm. Có bởi vì một vị thầy đáng kính của mình sắp sửa bỏ chúng ta để mà đi đó, và lời dạy của ngài không còn nữa đó, thì các vị này rất là buồn. Theo cái thế tượng là như vậy là buồn. Những vị phàm phu là các vị tỳ kheo khi mà đức đạo sư, bậc đạo sư ngài sắp sửa tịch diệt, cho nên là rất là buồn. Rồi các vị thánh thì lại có một cái suy nghĩ rằng đúng là pháp hữu vi, rồi Đức Thế Tôn cũng phải tịch diệt thôi. Cái mà để lại cho chúng ta đó là pháp thân này, tức là giáo pháp của Đức Phật còn để lại. Cho nên ngay cả cái lời dẫn của Đức Phật, Đức Phật ngài dặn là hữu vi là pháp vô thượng, các thầy hãy nên tinh tấn. Sau khi Như Lai tịch diệt đó, thì các thầy hãy lấy pháp và luật làm thầy. Cái chữ gọi là Dhamma Vinaya, Vinaya đó, tức là pháp và luật để làm thầy. Mà ngày nay đó, chúng ta thấy rằng cả pháp học lẫn pháp hành, rồi cho đến pháp thành đó, tức là chúng ta học lời dạy của Phật, rồi chúng ta thực hành lời dạy của Phật, rồi chúng ta có thể thành tựu đạo quả thánh nhân. Đó là cái điều mà chúng ta hiểu rằng chính cái giáo pháp của Đức Phật đã để lại. Như vậy thì khi mà Đức Phật ngài khuyên mình á, một vị tỳ kheo, các vị tỳ kheo hãy nên nhiệt tâm và tinh cần. Chúng ta thấy ngày nay đó là nhiều khi đó chúng ta bị cái điều đó là phước chúng ta mỏng, nghiệp bất thiện chúng ta dày quá, hay nói cách khác tức là phiền não của chúng ta nó nhiều quá đi. Cái sự quân tu của chúng ta, phước của chúng ta chưa có, hay cái công đức tu tập của chúng ta chưa có được nhiều đó. Cho nên là cái việc mà chúng ta tinh tấn nó tùy theo cái từng thời điểm. Từ thời điểm có thể kinh nghiệm một điều đó là chúng tôi kinh nghiệm một điều đó là mình á, thì có lúc mình tinh tấn, có khi đó là chúng ta tinh tấn, nhưng mà có khi ta cũng bị giải đãi tâm mình. Thì cái đó là cái bản chất mà chúng tôi thấy rằng ở trong cái suy nghĩ của những người phàm phu là như vậy. Ở ban đầu thì mình tinh tấn lắm, nhưng mà sau thời gian mình lại không có tinh tấn, rồi một lúc nào đó mình lại tinh tấn lại, rồi mình lại có lúc mình lại buông xuôi. Chứ có ít khi là mình được tinh tấn nhiệt tâm một cách điều điều. Chúng tôi nói ở đây đó là ngay cả học hành pháp cũng vậy đó. Chúng ta không có nói, chưa có nói gì tới cái chuyện mà thành đạo ở trong tương lai đâu, nhưng mà phải nói rằng một điều đó là chúng tôi đang nói ở đây đó là chúng ta có lúc tinh tấn, có lúc giải đại. Nhiều khi mình học Phật pháp ở đây nè, thì có khi mình cũng tinh tấn lắm. Rồi có cùng khi đó mình bỏ qua, bỏ là sao lãng một thời gian. Rồi ngay cái việc mà mình giữ cái tâm của mình cũng vậy. Có lúc mình cũng nhiệt tâm lắm. Mình nhiệt tâm lắm. Cái câu mà gọi là không phóng dật và sống viễn ly đó. Cho nên có khi đó chúng ta cũng nhiệt tâm, chúng ta cũng không phóng dật trong một khoảng thời gian ngắn, rồi lại là chúng ta lại bỏ quên những điều đó. Chúng ta nhiều cái duyên sự lắm. Cái câu mà gọi là sống viễn ly thì mấy lần chúng tôi có thưa với các vị đó là gì? Mình tập cho mình với cái đời sống mà thân viễn ly và tâm viễn ly đi. Trước nhất đó là mình phải có cái thân viễn ly cái đã. Giống như là chúng ta thấy là 10 pháp bảo độ ba la mật, từ ở cái gì đó, Dana Parami hay là Sila Parami cho đến là Nekama Parami đó, tức là xuất ly hay là xuất gia ba la mật. Chúng ta chưa có hoàn toàn. Những cái
những cái sự hệ lụy mà ràng buộc của chúng ta trong cuộc sống đó, nó có nhiều lắm. Xin thưa quý vị, nó nhiều lắm. Quý vị là các vị, chúng ta là người cư sĩ đó, thì chúng ta có ràng buộc của những người cư sĩ, ràng buộc về gia đình, ràng buộc về sự nghiệp, ràng buộc về danh vọng địa vị, nó nhiều thứ lắm. Yeah. Anh em bạn bè, tôi nói đơn giản nè, giống như là đồng người nam với nhau, là khi mà mình gặp với nhau là chén thù chén tạc, ví dụ vậy. Rồi quý bà gặp nhau thì cũng có cái chuyện kia, ăn uống rồi nói chuyện, rồi nhiều cái đó là làm chúng ta bị sao nhãng. Nhưng mà cuộc sống nó là vậy. Người ta cứ nghĩ rằng bởi vì chúng ta đó là ở cõi dục, và chúng ta đang bị phiền não chi phối dục, phiền não dục chi phối đó, cho nên là chúng ta lấy dục làm cái sự trưởng dưỡng, lấy dục làm cái sự thỏa mãn, và lấy dục làm cái sự thỏa thích trong đời sống này. Cho nên nó nhiều khi là mình quên cái phận sự của mình. Rồi đó là đối với chúng tôi là những vực xuất gia cũng vậy, những người xuất gia cũng vậy. Nhiều khi đó là mình cũng bị bận công việc gì đó, mình nghĩ công việc đó nó không phải là của đời, mà là của đạo đó, của cái người tu thôi. Nhưng mà nhiều khi mình công việc chùa, công việc xã hội, công việc của Phật tử, công khi cái tâm của mình nó bị sao nhãng đi. Nó sao nhãng đi. Mặc dù là mình biết là mình lo những cái công việc đó là nhằm để mình bổ túc, mình tạo cái phước lành, bổ túc các cái pháp độ ba la mật cho chính mình. Nhưng mà đồng có nghĩa là mình bị sao nhãng với cái đời sống tu tập của chính mình. Vì nhiều khi mình cứ khoan nhiên theo trần cảnh, mình lo cái này, lo cái nọ, mình chạy đôn, chạy đáo, mình lo cái này, cái nọ, đó, thì cái tâm của mình nó khó cái định tĩnh. Mình bị phóng dật, Cho nên chính vì vậy đó là mình bị sao nhãng. Khi mà mình sao nhãng đó, thì thật sự ra cái tâm của mình mà nó lái ra đó, nó nghĩ đến dục, nghĩ đến tham, nghĩ đến sân, nghĩ đến si đó, thì rõ ràng là cái tâm của mình nó bị yếu đi. Cái lúc nào mà cái nội tâm mình nó vững á, mình có sự định tĩnh, không có phóng dật, thì mình mới có một cái nội lực, nội hàm thật là đàng hoàng, chỉnh tề. Còn nếu mà mình bị sao nhãng á, thì mình sống nó giống như là cái gì đó rất là yếu ớt. Cái gì rất là yếu ớt. Cho nên á, ở đây đó, Đức Phật dạy cho mình á, cái điều thứ nhất là mình phải biết tâm sống diễn ly. Tức là mình tránh xa những sự ràng buộc mà thân á, diễn ly trước. Tức là mình xa những cái sự ràng buộc. Giống như là ở trong các cái bản sách mà sớ giải, hay là những cái bản sách viết của các vị thiền sư sau này nổi tiếng á, thì các ngài cũng nói là mình nên tập cho mình sống một cái đời sống thân diễn ly trước rồi. Trước khi mình dọn dẹp, trước khi mình tu thiền, trước khi mình thiền tập. Bởi vì có những người Phật tử họ nói với chúng tôi như thế này nè: con đi chùa, con bố thí cúng dường, con công quả thì được, nhưng mà bảo con tu thiền con chịu không nổi, con sợ lắm. Nói điều này là chúng tôi nghĩ rằng là do cái hoàn cảnh sống của họ, họ đang trong bị cái sự ràng buộc ở thế sự, ở ngoài đời nhiều. Cho nên là biểu bây giờ họ ngồi yên chỗ, họ định tâm, rồi họ chánh niệm tỉnh giác thì họ ngán lắm, họ sợ lắm. Thà họ đi chùa dự lễ, họ làm phước, họ cúng dường, họ lại Phật tụng kinh chúc, rồi họ về, hoặc đến chùa công quả chút, rồi họ về. Như vậy thì họ làm được, nhưng mà bảo họ ngồi thiền thì họ không thể ngồi được. Cho nên đó, trước tiên đó là Phật dạy mình là phải tập cái tâm sống diễn ly trước cái đã. Cái thân sống diễn ly trước cái đã. Cái thứ hai nữa là cái tâm của mình phải thật sự là mình muốn bỏ. Diễn ly là mình phải bỏ xa, tránh xa. Tránh xa. Chứ mình không có tập tâm, mình không có bỏ được cả cái tham chấp, cả cái sân chấp, cả cái tà kiến chấp, cả cái sự si mê. Mình không muốn bỏ thì làm sao mà mình lìa nó được. Chúng ta chưa có nói cái bỏ của Bậc Thánh, cái đoạn trừ của Bậc Thánh, mà đang nói đến những cái người phàm phu, mình phải quyết tâm bỏ, quyết tâm bỏ những cái sự ràng buộc đó, thì mình mới có được cái sự thông dong tự tại. Khi nào mà thân được diễn ly,
tâm được diễn ly thì mình mới có thể là có được cái sự an tịnh. Mà thật sự là cái tâm nó không phóng dật. Cho nên là các vị thấy rằng là để mà không phóng dật hoàn toàn thì đó là chỉ cho bậc A-la-hán. Còn đối với những người phàm phu thì mình tập cho mình trong những khoảng khắc nào cái tâm của mình đừng có dao động. Tâm đừng có dao động. Và lúc nào mình cũng nhiệt tâm và tinh tấn. Chúng tôi nhớ trong sớ giải các ngài giải thích rằng là mình tu đó thì nó giống như là cái tâm mình luyện, cái tâm của mình nó giống như là cái gì? Giống như là cái người thợ rèn mà thổi cái ống lửa vậy đó, thổi gió vậy đó, thổi hoài. Rồi cái người thợ rèn đó họ trui cái món đồ đó, họ đúc vô trong đó, họ bỏ cái miếng kim loại vô cái đống lửa, thì mình thổi lửa vô, thổi gió vô, làm cho cái miếng kim loại đó nó đỏ lên, rồi mình mới kéo ra bên ngoài, mình để lên cái đè, mình đập, đập thành búa, hay là mình đập thành cái rựa, vân vân, để mình trui thành cái món đồ như ý của mình được, thì mình phải làm điều điều vậy. Chứ còn cái người thợ rèn mà thổi mấy chút rồi đó lại ngưng, ngưng rồi cái lại lát nữa lại thổi nữa, rồi biết chừng nào mà cái miếng kim loại nó đỏ được để mà mình rèn nó giống như ý của mình được. Thì Phật dạy mình là làm sao mà các ngài dạy mình là làm sao mà mình điều ở đây đó là gì? Là sự tinh cần nhiệt tâm. Sự tinh cần nhiệt tâm. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng mình là còn, chúng ta còn là một người phàm phu á, trong cái hoàn cảnh sống của mình phải tập cái tâm của mình có cái sự diễn ly cái đã. Rồi mình phải tập cái tâm của mình có cái sự tinh tấn trong đời sống. Trong đời sống của mình. Bất cứ mình làm cái việc gì đó thì cũng nghĩ là đây là cái việc mà mình tạo trữ công đức thôi. Sự thật ra mình muốn chứng đạo giải thoát đó thì mình phải giữ giới. Mình muốn chứng đạo giải thoát đó thì mình phải luyện cái tâm của mình, tập cái tâm mình được an tịnh. Và mình muốn chứng đạo giải thoát thì cái tâm mình thật sự là an tịnh thì mình mới thấy được với bằng cái trí tuệ mồn một đó, để rồi mình thấy rõ được cái sự sanh diệt của danh sắc, để rồi mình diễn ly, mình nhàm chán đối với ngũ uẩn này đó, thì mình mới có thể ly ái đoạn tham được. Còn nếu như mà mình chưa có thể ly ái đoạn tham thì mình chưa được giải thoát. Như vậy thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là các vị tỳ kheo này bị Đức Phật quở trách, bị Đức Phật quở trách như là những người hàng tôm hàng cá, những cái người mà nó ồn ào cả nghĩa đen lẫn nghĩa bốc, thì Đức Phật có kêu được, có thỉnh ngồi đó, Đức Phật cũng không thuyết pháp. Thì sau đó thì Đức Phật ngài mới thấy là thật sự là an tịnh hoàn toàn thì ngài mới thuyết pháp. Cho nên Đức Phật ngài làm cái điều gì đó, ngài không nói mà cho đến canh ba ngài mới thuyết pháp cho chư tỳ kheo á, thì rõ ràng là cái điều này đó nó cũng có cái nguyên nhân của nó, có nguyên nhân của nó. Cho nên là chúng tôi thấy rằng là mình có tạo trữ công đức gì đó thì bất cứ cái chuyện gì mà mình tạo công đức phước báo, cái người tu của mình, quý vị chuyên mình muốn được giải thoát thì mình phải thật sự là có cái an tịnh. Nói theo Phật pháp là có chánh niệm và chánh định. Nếu một người mà tu tập thiền định thì cần có một cái định tâm, phải có cái nhất hành, có cái định tâm vô cái đề mục, ngay cả cái đề mục hơi thở, cả thiền quán lẫn thiền chỉ đó, tùy theo. Rồi thí dụ như một người mà tu tập thiền quán thì họ theo dõi hơi thở nó cũng có gì, để rồi mình có chánh niệm chứ, có chánh niệm. Cho nên là mình muốn luyện cái đó, đó là cái sự nhiệt tâm, cái sự tinh cần của mình liên tục. Chứ rồi đó, mình tinh tấn một chút nữa, một thời gian ngắn thôi, cái tự nhiên mình bị sao nhãn, mình lại nghĩ ngợi những cái việc khác. Mà trong kinh Nhất Giả Hiện Giả Phật dạy rồi, quá khứ không tri tầm,
vị lai không ước vọng, thiền quán chính là đây. Đức Phật dạy vậy. Cho nên là mình còn tri tâm quá khứ, còn tri tâm ở tương lai, thì cái tâm của mình nó không thể nào có được cái chánh niệm ở trong đời sống. Cho nên là một mặt á, thì mình phải tinh tấn thiền tập, nhưng mà một mặt á, là mình phải bổ túc các cái công đức thiện sự khác. Mình nói cái nhân xa để tạo nên cái pháp độ giải thoát trong tương lai thì mình phải tròn đủ các cái pháp độ, chứ không thể có cái này mà thiếu cái kia. Giống như chúng ta tinh tấn thì cả tính căn, niệm căn, định căn và tuệ căn, chữ indriya đó là quyền hay là căn, thì ở đây nó muốn nói tức là chúng ta phải đầy đủ những cái điều đó. Chúng ta có cái đức tin trong cái pháp hành của mình, do mình học hỏi từ ở trong kinh, chúng ta học hỏi từ nơi các cái bậc tiền bối có dày dặn trong kinh nghiệm thiền tập, thì mình phải có cái tính căn phải cho mạnh. Tính căn ở đây không phải chỉ tin Phật, tin Pháp, tin Tăng bình thường, mà tin ngay cái pháp của mình đang thực hành mà mình đã hiểu được đúng với chánh pháp, tin chắc như vậy. Rồi mình phải có cái sự tấn, có cái tấn căn nữa, tức là cái sự tinh căn nhị tâm đó. Chứ còn nếu chúng ta không có tinh tấn, chúng tôi lại nhớ ở trong kinh, hình như là kinh Trường Bộ, Đức Phật ngài dạy có hai cái pháp mà bậc Bồ Tát chánh đẳng chánh giác các ngài luôn luôn có. Còn đối với chúng ta thì lúc có lúc không. Lúc có lúc không. Hai cái pháp gọi là tinh tấn bất thối và thiện pháp bất bảo. Nó có cái câu Bali đó chúng tôi không nhớ hết. Asan tutita kusale tham mê su. Còn cái pháp nữa là tinh tấn bất thối. Cái nghĩa của hai cái pháp đó là tinh tấn bất thối và thiện pháp bất bảo. Tức là mình tinh tấn trong mọi trường hợp đối với các cái bậc Bồ Tát mà dạy như chánh đẳng chánh giác này, thì các ngài có cái sự tinh tấn không có bao giờ thôi chuyện. Tinh tấn không bao giờ thôi chuyện. Và thiện pháp thì không bao giờ thấy đủ. Không thấy đủ. Mình thì thấy vừa. Mình thấy cái này nó đủ rồi. Bấy nhiêu đó là đủ rồi. Rồi cho nên là chúng ta dậm chân tại chỗ. Mình dậm chân tại chỗ. Mình nói bố thí nhiêu đó đủ rồi. Giữ giới nhiêu đó đủ rồi. Thường thường là chúng ta bấy nhiêu đó là đủ. Bấy nhiêu đó là đủ. Thế là chúng ta dậm chân tại chỗ. Mà cuộc hành trình tu tập này đó, nó trải qua biết bao nhiêu công phu tu tập. Chứ không phải đâu. Chứ không phải là bấy nhiêu là đủ. Thường là những người phàm phu nghĩ là bấy nhiêu là đủ. Rồi trong đó có cái tự mãn của chính mình, cái suy nghĩ tự mãn của chính mình, và do đó mình dậm chân tại chỗ. Nên mình thiện pháp mình thấy đủ mà, trong khi các cái bậc Bồ Tát mà chánh đẳng chánh giác thì các ngài không thấy đủ trong thiện pháp. Ở đây không phải là tham, nhưng mà do cái sự tinh tấn đó, do cái sự nỗ lực đó mà các ngài biết rằng cái pháp độ ba la mật của các ngài, cái thiện pháp mà trong đời sống hàng ngày, trong nhiều kiếp các ngài thực hành, phải nói rất là dày dặn, rất nhiều ở trong cái đời sống tu tập đầy đủ vậy. Cho nên là khi mà thành đạo rồi đó, thì chúng ta thấy là mà vườn đến đồi bồ đoàn Phật đã đọc ở trong kinh là nói cái này cái kia, Đức Phật ngài chứng đạo rồi mà dương đòi cái này, mà dương đòi cái kia, yêu sách này hoặc yêu sách nọ. Phật mới nói rằng là cái điều này mà Đức Phật ngài sở dĩ ngày hôm nay ngài được như vậy đó, là do công phu tu tập pháp độ ba la mật, ngài có tinh tấn bất thối và thiện pháp bất bảo đó mà ngài được thành Phật, là thần bậc chánh đẳng chánh giác giữa cuộc đời này, giữa cái thế giới này, giữa cái thế giới này. Rồi Ma Dương hỏi rằng là lấy ai để làm chứng, lấy cái gì để làm chứng, ai làm chứng cho ngài? Phật mới nói là chỉ xuống đất, đây có mặt đất làm chứng. Rồi cho nên chúng ta thấy cái hình ảnh của
có một cái người phụ nữ đó, mẹ đất xả cái tóc ra, cái máy nước ở trong máy tóc ra đó, thì đây là cái sự chứng nhân, đây là một sự, một người, một cái nhân vật mà mẹ đất là chứng nhân cho cái việc mà Đức Phật đã bao nhiêu kiếp hy sinh thân mạng rồi để tạo trữ các cái công đức tu tập trong các cái thiện pháp đầy đủ như vậy thì ngài mới giác ngộ được chứ. Điều đó là chứng nhân, người đó là chứng nhân, tức là một cái vị nữ thần ở trong đất hiện ra để rồi chứng nhân cho Đức Phật là một bậc mà đã bao nhiêu kiếp hy sinh xương máu. Chúng ta đọc ở trong kinh Chataka, tức là mặc dù Chataka được nói đến ở trong hậu thời Phật giáo, nhưng mà có một điều đó là nhắc đến những cái tiền kiếp của Đức Phật để nói rằng có những kiếp ngài làm những cái bậc hiền trí, làm vua hay đã làm đến những bậc hiền trí, hay là làm con vật này con vật nọ, thì cũng có nghĩa là tạo trữ công đức mà thôi, tạo trữ công đức để thành tựu cái phước báo. Bây giờ chúng tôi trở lại, khi nói đến ngũ quyền á, thì xin thưa quý vị, nãy chúng nói là tính căn và tấn căn á, thì bên cạnh đó mình cũng đầy đủ về tính căn, tấn căn và niệm căn á. Tính căn và tấn căn á, thì chúng ta có niệm căn, tức là dù gì đi nữa thì cái người tu tập của mình á. Cho nên là chúng tôi quý các vị thiền sư đó, các ngài thường nhắc nhở là chúng ta có đi đứng nằm ngồi gì đó, phải giữ cái tâm thái của mình hết sức là có cái chánh niệm. Ngài Hòa Thượng Giác Chánh, ngài có một cái tập sách nhỏ mỏng hồi lúc xưa đó, chúng tôi nhớ là ngài có soạn ra một cái tập sách nhỏ mỏng là Chiếu Kiến Nghiệp Sự. Thì trong đó ngài nhấn mạnh đến một cái pháp gọi là chánh niệm. Chánh niệm. Rồi ngài giải thích là sự chánh niệm đó là sự ghi nhận biết rõ, chánh niệm tỉnh giác đó là sự ghi nhận biết rõ quán chiếu đối với ngũ quận. Quán chiếu với ngũ quận, tập sách mỏng ngỗng thôi, nó độ khoảng chừng khoảng 30-40 trang giấy nhỏ như giấy tập vậy thôi. Nhưng mà đó là cái ý của ngài muốn viết cái tập sách đó nhỏ thôi, để khi mà mình tham khảo đó thì mình mới thấy rằng là ngài muốn nhấn mạnh đến cái điều sống, đời sống của mình là phải có chánh niệm, dù là đi đứng nằm ngồi làm cái gì đó thì mình có cái niệm. Rồi khi có những cái sự cố trong cuộc đời này, chúng tôi nghĩ đó là có những sự cố này đó, dù là như thế nào đi nữa thì mình giữ cái tâm thái mình hết sức là bình thản. Khi mà mình giữ cái tâm thái mình bình thản thì ở trên cuộc đời này nó có những cái sự biến đổi như thế nào đó thì tâm mình cũng cảm thấy nó là tự tại, vẫn thấy là có những cái sự an lạc. Còn trong khi mình cứ chạy theo đầu này chạy theo đầu kia, tâm không có được cái sự an tịnh đó, thì thật sự ra là dù chúng ta có ngồi một chỗ đi nữa, tâm mình không an tịnh thì cũng không được có sự an vui, không có được cái sự an vui. Cho nên ở đây đó, trong cái ngũ quyền đó, chúng tôi xin thưa là nói đến, hay là ngũ đó, là chúng ta thấy xuyên suốt về chánh niệm, cái trong bát chánh đạo gọi là chánh niệm, thấy không? Trong ngũ căn đó, hay là ngũ quyền đó, thì gọi là niệm quyền, thấy không? Trong tứ niệm xứ thì Đức Phật dạy cho chúng ta về niệm rất là quan trọng. Cho nên á, dù gì đi nữa thì trong ngũ căn á, hay là ngũ quyền đó, là mình phải có ở trong đời sống tu tập của mình. Khi mà mình tập cái tâm của mình ở trên thiền, mình gọi là thả lỏng á, thì chúng tôi thấy rằng là mình đừng nghĩ ngợi gì một chút á, cái tâm mình nó cảm thấy là thư thái. Khi hít vô thở ra, hay là khi nói năng gì đó, các cái đại quay nghi, tức là
cái sự đi đứng nằm ngồi. Còn cái tiểu quay nghi, tức là cái chớp mắt, cái lắc đầu, cái duỗi tay nho nhỏ, thì cái đó được gọi là các cái tiểu quay nghi. Mà cái người tu tập á, là cần phải có cái chánh niệm. Chánh niệm mình mới ghi nhận biết được những cái điều đó. Còn mình bị thất niệm á, thì mình không thể nào mà mình có được cái sự an lạc ở đó. Cho nên ở đây có thể nói rằng là giữ cái tâm như vậy, mình có chánh niệm như vậy thì cái tâm của mình mới là không phóng dật. Khi tâm mình được có được cái sự an tịnh thì mình mới được cái sự an lạc ở trong cái cuộc sống. Còn mình không có cái sự an tịnh thì mình không có cái sự an lạc ở trong cuộc sống. Chúng ta thấy trong cái kệ ngôn này, Đức Phật Ngài muốn nhấn mạnh đến một cái vị A-la-hán. Một vị A-la-hán. Ai đã thắng gai dục, tức loại trừ được tham, đó, nắng dạ gia hại trói buộc, vị ấy đứng bất động, như núi vẫn an trú. Tỷ kheo, vị tỷ kheo như vậy, lạc khổ không dao động. Tức là chỉ cho bậc A-la-hán. Mà ở đây đứng bất động là gì? Xin thưa quý vị, chúng tôi nhớ ở trong một cái chi pháp, có một cái chi pháp mà gọi là Anantariko Cheto Quý Mưu Tí, gọi là vô gián tâm định. Tức là cái tâm này đó, cái định này đó là cái định bất động. Vô gián tâm định là định bất động. Mà cái này đó, cái tâm định này là nó định giữa tâm đạo này nối tiếp với tâm quả kia, tâm đạo kia, tâm quả này nối tiếp với tâm đạo kia. Ví dụ như chúng ta thấy nè, sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Mặc dù cái tâm đạo nó cũng chỉ sanh lên một sát na thôi, nhưng mà nó vẫn có cái định đó, nó không bị gián đoạn, thì gọi là vô gián tâm định. Mà ở đây chỉ cho là cái tâm định ở trong tâm đạo của bậc thánh nối liền với tâm đạo kế tiếp, tâm quả kế tiếp, tức là liên tục như vậy. Sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Và đến khi nào mà chứng được hoàn toàn thì đó độ cái định đó đó gọi là vô gián tâm định. Anantariko Cheto Vimuti. Chúng tôi nhớ hồi xưa là học ở trong Kinh Thập Thượng. Kinh Thập Thượng là một bài kinh pháp số mà hồi chúng tôi mới nhớ là có 18, 19 tuổi đó là đã học cái kinh đó. Anantariko Cheto Vimuti, tức là bất định tâm giải thoát là một pháp khó thể nhập. Thí dụ vậy, Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy vậy. Thì ở đây cái vô gián tâm định ở đây là chỉ cho cái tâm, cái định tâm của bậc thánh mà nó nối tiếp giữa tâm đạo đến tâm quả này, rồi từ tâm đạo này đến tâm quả kia đó, vân vân, nó nối tiếp liên tục như vậy. Đó gọi là vô gián tâm định. Mà chúng tôi giải thích cái từ gọi là vị ấy đứng bất động. Vị ấy đứng bất động như núi không, như núi vững, như núi vững an trú. Tức là cái tâm này nó không có cái dao động bất cứ một cái thứ gì, mà chỉ ở đây là chỉ cho các bậc thánh, chỉ cho các bậc. Đặc biệt là chúng tôi có thường nói với các vị đó, trong kinh có nói đến hai cái dạy sự giải thoát, đó là chê tô quý mưu tí, tức là tâm giải thoát là chỉ cho một vị đã chứng thiền, chứng thiền, chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Thì cái vị đó do cái tâm được an tịnh cho nên là cái tâm của những vị đó trấn áp cái tâm vị đó vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của triền cái, thì cái đó được gọi là tâm giải thoát. Còn cái vị thứ hai là Ban Nha Quý Mô Tí, tức là chỉ cho cái vị mà tuệ giải thoát ở đây đó, là chỉ cho các cái bậc thánh sau khi đoạn trừ được phiền não, đạt được cái sự giải thoát. Thì các vị tỷ kheo đệ tử của Đức Phật đó, có những vị đó là vừa có chứng thiền, vừa có thần thông, và vừa có được chứng quả vị A-la-hán.
mà ở cái câu ở đây đó là thấy rằng vì sao chứng các vị này là chứng tam minh á. Tam minh là gì? Tức là đầu tiên là túc mạng minh, bởi vì các ngài đã thấy được cái đời sống là sinh tử luân hồi và những chúng sinh khác. Kiếp này sanh sao, sanh người như thế nào, làm trời, làm người, làm thú vật, làm này làm kia đó, các ngài biết được cái điều đó, chứng được cái túc mạng minh, tức là biết được cái đời sống quá khứ của mình và những chúng sinh khác. Cái thứ hai là chứng cái sanh tử minh, hay ta gọi là cái sanh tử minh hay là cái thiên nhãn minh á, sanh tử minh á, tức là biết được cái hạnh nghiệp nào chúng sanh tái sanh như thế này, hạnh nghiệp kia chúng sanh tái sanh như thế nọ, ở cảnh giới này làm người này người nọ, vân vân. Và cái minh thứ ba là sau khi đoạn trừ được phiền não đó, đoạn trừ được lậu hoặc phiền não đó, thì các ngài chứng quả vô sanh, tức là đoạn trừ được dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu đó. Do các ngài đoạn trừ được tứ lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, các ngài chứng quả vị A-la-hán, nên là gọi là chứng, gọi là lậu tận minh. Lậu tận minh, chứng tam minh là như vậy. Như vậy thì trong cái câu chuyện này đó, chúng ta thấy trong cái bài học hôm nay là Đức Phật đã quở trách các vị tỳ kheo, và đứng đầu là tôn giả Yasocha. Rồi khi cấm tỳ kheo này rất là ồn ào và Đức Phật đã quở trách. Rồi sau khi mà quở trách gì, các vị tỳ kheo rời Đức Phật để đi chỗ khác, thì tôn giả Yasocha đã nói rằng Đức Thế Tôn ngài có lòng từ mẫn đối với chúng ta, ngài thương tưởng với chúng ta, ngài muốn chúng ta là sống thật đúng với pháp, thật sống đúng như thế nào để Đức Thế Tôn có cái lòng quan hỷ. Đó là như vậy, xuyên suốt ở trong cái điều đó là Đức Phật mong muốn chúng ta sống đúng với pháp, an tịnh cả cái sự ràng buộc ở bên ngoài, an tịnh ở nội tâm của mình. Như vậy thì mới có được cái sự lợi lạc. Nói đến điều này thì chúng tôi lại nhớ cái câu pháp cú mà Đức Phật ngài dạy là vị tỷ kheo mến pháp, tâm tư hàng niệm chánh pháp, sẽ không rời bỏ chánh pháp. Khi nào mà mình có mến, có quan hỷ, tâm mình không rời, như vậy thì mình không có rời bỏ với giáo pháp này. Không rời bỏ giáo pháp này là mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp, hay là không rời bỏ giáo pháp này trong một niệm, tức là đời sống mình có chánh niệm. Chánh niệm như vậy thì mình mới có niệm nếm được cái hương vị của giáo pháp, còn không là mình không có nếm được hương vị, mình cứ chạy rong rong ở bên ngoài, mình tìm đâu cái đó đó. Thì Đức Phật ngài cũng nói là ở trong vụ lỗi cây đó, mình đừng cho rằng cái đó là nó đủ nha. Đó là đúng. Cái người đi tìm lỗi cây á, thật sự là khi nào mình tìm đúng cái lỗi cây. Còn có khi là mình tìm cái vỏ cây, mình tưởng lỗi cây nó một cái thành công của mình, một cái nào đó, thành tựu cái nào đó, thì cũng chưa phải. Nó cũng chỉ là chặng đường để chúng ta đi qua thôi, tiếp tục cuộc hành trình này. Mà chúng ta đọc ở trong cái bài kinh Trạm Xe đó, thuộc Trung Bộ Kinh đó, thì chúng ta thấy từ ở cái giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, tri kiến thanh tịnh, trong bảy cái thanh tịnh đó là những trạm xe để chúng ta bước đi tìm lỗi cây đó. Thấy cái dắt cây là cho là lỗi cây cũng không phải, thấy cái dắt cây ngoài mà cho là lỗi cây cũng chưa phải, thấy cái dắt cây trong cho là lỗi cây cũng chưa phải. Chừng khi nào chúng ta tìm thật sự được cái lỗi cây đó, tìm đúng cái lỗi cây đó, thì đó mới chúng đến đúng là cái lỗi cây mà thật sự là cái chỗ mà chúng ta lại tìm đến, tức là cái đạo lộ giải thoát, đạo lộ giải thoát. Cho nên khi mà mình đọc cái bài kinh này đó, thì mình hiểu một điều là Đức Phật xuyên suốt trong cái suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật ấy, ngài cũng mong rằng các đệ tử của ngài á, từ là tứ chúng, làm sao có được cái sự tinh tấn, làm sao có được cái sự nhiệt tâm, làm sao có cái được gọi là có chánh niệm,
không để thất niệm, tinh tấn như vậy, không phóng dật như vậy đó, thì vị ấy mới có thể rằng ly được các cái phiền não để chứng đắc giải thoát ở trong tương lai. Thì chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu lời trong cái bài học này, cũng mong rằng chúng ta chiêm nghiệm được cái lời dạy của Phật, rồi chúng ta tìm cách để sắp xếp cho mình trong cái đời sống tu tập, để chúng ta được an lạc ở trong cái đời sống giáo pháp này. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ luôn được sự an vui tiến hóa, và xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chư tăng, hộ trì mỗi chư tu nữ Phật tử chúng ta luôn được sự an vui trong chánh pháp này, để chúng ta tinh tấn lên thêm. Nam mô Bụt Thà Gia. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thường tọa Pháp Tăng đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tăng. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính nhân mít đến thượng tọa minh hạnh. Dạ, chúng con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho râm chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến thượng tọa minh hạnh. Bhagavato sappamangalang rakkhanto sappe devata sappabhuta nupavana sada sati bhuvantu te. Bhagavato sappamangalang rakkhanto sappe devata sappadhamma nupavana sada sati bhuvantu te. Bhagavato sappamangalang rakkhanto sappe devata sappasangha nupavana sada sati bhuvantu te. Tất cả mọi người con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư